Không bay tới cỏ đúng không? Hả? Không bay tới cỏ đúng không? Không biết nó trốn cái chỗ nào, bờ nào mà hay thì chứ. Không thấy chuột nữa chứ. Ờ cái máy đó thu hoạch gom đó ta. Ờ. Ủa xe khi chưa lại không hả? Xe chưa lại làm gì? Lại hốt cái bao này nè. Tính ra xe đó đi để thử. Xe kia đó đó đang chạy lại đó. Con trải nghiệm đây. Vậy đó hả? Dạ lắm. Ngày đi 6 giờ chiều con có chơi vậy á. Ờ. Này giờ này có phải mấy giờ chưa? Gần 3 giờ rồi. Gom chiếc chợ lúa mệt quá không như chó vậy. Ướt vậy ở đây có nước mà quên hết mưa rồi quần đứng nhìn nha, con đi tắm đây. Đúng rồi. Ồ, xe chở lúa chạy quá trời chạy luôn kìa. Chú vậy con hỏi nha, có chạy đường nào mà chạy tới tới chỗ kia mà không mệt không vậy? Chỗ cái nhà nhỏ nhỏ để xe đạp chỗ đó đó. Đó, leo lên xe đó con, leo lên xe đó kêu chú nó chở qua. Quá trời chạy luôn kìa, xe chở lúa chạy dữ thiệt. Tại vì nó xe hàng nhỏ mà, xe chở mà. Quá trời chạy luôn nè. Xe nào qua chạy cái hồ con rớt xuống sông luôn, hồi qua đó. Không biết chạy kiểu gì mà rớt xuống sông luôn. Con dính sình không nè. Con lội xuống chơi vậy đó hả? Nãy giờ con đi qua chỗ đó khoảng mất khoảng một cây mét đó. Vậy đó hả? Tôi không nghĩ chân ai ngờ dính sình không. Đi qua chỗ này khó là may lắm con qua chỗ này. Được, lại xin với chú lên. Xin với chú lên chơi. Ừ. Một chiếc là vận chuyển lúa, một chiếc là gặt lúa vô bao. Xe thu gom lúa. Gom lúa lại chơi ở đây. Để kỹ kỹ phải không?
ổn luôn á vậy. Video mình xin kết thúc tại đây, hẹn mọi người lại video tiếp theo nha. Mọi người thấy thích hãy đăng ký và like để cho cái kênh mình ngày càng phát triển hơn nha cả nhà. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hẹn mọi người lại video tiếp theo nha.